Đang đang đứng ở đây. À. Cho đứng ở đây. Ôi, không cho đi kìa. Ôi. Chúng con coi gì con. Là à. Có bả ganh, bả ghen nữa kìa. Bây giờ thôi tôi. Trời ơi. Trời ơi, không gái mà làm gì làm người bà. Úp. Cho Trần Phong hỏi coi, chú Phong hỏi nè. À, chú Phong với thằng Tí ai đẹp trai nhất? Quên đẹp. Ai? Ai đẹp? Lê Hồng. Trời ơi. Con gái đâu, con gái đâu đừng có mơ đi cưng. À, nhớ nhè, bữa tao dẫn đi khám mắt ha, bây giờ bữa hả là đã tôi nha. Giờ chờ ngay giờ chơi đó. Em. Ê này Lý Hùng bóng. Dặn. Để bóng luôn. Bóng, dặn để bóng luôn. Mẹ. Đừng có chú Phong hiếp con bà mẹ. Bữa nay hả là mặc áo xanh này là giống như cái bóng đèn vậy nè, mở cái này là bóng bóng dữ luôn. Bóng dạo quang. Thôi nữa, thôi im đi, đừng. Con không yêu anh nữa đâu. Thôi, dạ lại ra. Bắt lại ra. Công nhận. Bà xã của tôi, trong này chỉ yêu bà xã thôi mà không yêu bằng ai hết á. Yêu bà xã thôi. Được chị Hương quá à. Hỏi bạn làm qua nhà cưới anh chịu không? Nhà cưới. Chú bà cưới này cưới này nè. Này nè, chú này là dâu, này là chú rể. Đẹp chị Hương quá à. Cho. Từ tí vô xã Hương quá à. Cái năm. Trời biết luôn trời. Mai mốt cà mơ em lớn khi út sân cà mơ thấy được em gọi ghê vậy dạ. Đi em dị quế hai đứa mình yêu nhau rồi bữa nay sao bà rảnh quá vậy bà ha. Ngày mai mốt em làm dâu nè em cứ em nếu em vậy chị à. Bữa nay bà rảnh quá trời bà rảnh rồi trời ơi con kìa trời quẹt quậy chạy ở hổm này thuốc còn gì lấy sức liền đi gì ơi nó đang ngứa kìa. Cái mày có chị nhung đẹp quá đi ha. Trời ơi chị Đương à, nhưng mà đẹp quá chị Đương á. Đẹp không? Chị mới cạo thôi vậy? Mới cạo giống em đó. Trời ơi. Em mới cạo lâu rồi, mới cạo trời. Trời ơi, bên đây chú Âm ngồi rồi công nhận đẹp hen. Trời chứ. Ê, nói tôi BD hả? Người mẫu đó. Mẫu đó. Ai BD? Thôi, chị này, anh xe tiếng về chà. Người mẫu đẹp trai chú anh như hả? Quỷ sứ à. Trời, con bà đeo kìa. Quỷ sứ à. Cho khen tôi phê, này anh đứng ở đây. À. Cho đứng ở đây. Ôi, không cho đi kìa. Ôi, chú con coi gì con. Là à. Có bả ganh, bả ghen nữa kìa. Bây giờ thôi tôi. Trời ơi. Trời ơi, không gái mà làm gì làm người bà. Ngứa một bên thôi chứ có ngứa bên kia. Để gãy cho. Để gãy cho. Chú vui. Đau không chị Muôn? Kia có nhớ không? Ủa, có ngứa không? Ủa, trong đây nè. Ừ, để úp. Dạ. Thương rồi nè. Trời ơi, dễ thương rồi. Trời ơi, dễ thương rồi. Cái bỏ đâu mà nhảnh quá đi hả? Bắt cậu mới thấy gì? Bố đừng kêu một tí nữa. Kêu mình dày. Chú biết là Lý Hùng kêu Lý Hùng coi. Lý Hùng. Lý Hùng đẹp trai quá đi đầm đáp coi. Trời ơi, Lý Hùng trai vậy hả? Đâu ấy, kêu Lý Hùng ngày 6 coi, chị Muôn hả? Lý Hùng, người 6. Ừ. Xe đét. Ừ. Vậy mới giỏi đó. Anh Thâm á. Anh Phong thì anh sẽ đét nghe không? Hả? Anh Phương thì áp sắp bên này ai? Này ai? Lý Hùng á. Lý Hùng đâu? Chị coi Lý Hùng đâu? Lý Hùng đây. Úp. Dạ. Cho Trần Phong hỏi coi, chú Phong hỏi nè. À, chú Phong với thằng Tí ai đẹp trai nhất? Quên đẹp. Ai? Ai đẹp? Lý Hùng. Trời ơi. Con gái đâu đừng có mơ đi cưng. Nhớ nhè, bữa tao dẫn đi khám mắt ha, bây giờ bữa hả là đã tôi nha. Giờ chờ ngay giờ chơi đó. Em biết gì đó, quỷ hà, dễ sợ hả? Quỷ hà. Vậy tí có thích tôi không? Thích luôn. Dạ. 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 Diễm ơi, cho anh Hùng nè. Cái ca nào mà khó quá là bỏ qua. Alibaba, bài ca. Alibaba. Biết ai ca không? Chân mày. Mất cô. Con cò bé bé không? Con cò bé 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 cà bình tre hả? Dễ thương quá à. Nói không? Nói cô trẻ coi, cô trẻ à? Không. Quá rồi, bữa nay nước dập luôn rồi. Trà đá. Dạ. Có nhiễm dọa trên đâu. Cà phê luôn hả? Cà phê. Nó. Tí hát không mà Út không có hát nha.
con cò, mày nói anh em coi con cò vậy chứ. Con cò bé bé. Bạn lên cho nó bảo như là con cò bé bé đều cần che. Dễ thương quá bác cô ơi. Trời 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 kêu cô luôn. Chị rồi. Chuyện á. Công nhận ở đây con này con mẹ hả? Có thuộc bài nào không? Con bưng trên con bưng. Con bưng ra tình. Áo. Con cò bé bé. Con cò bé bé. Ai cao chứ? Con cò bé bé. Bé ai cò bé bé. Bé ai bé ai ai cao luôn thủ ca. Cái đâu có mà cả tôi chỉ có thôi thôi. Người đồng là mình chính là anh. Hai bởi gì mà ghê quá. À là nguyên cái mục lục mà danh sách bài hát là ở trong đầu có sẵn á ha. Con cò. Con bướm trình. Con bướm trình. Con bướm ra tình. Áo. Đi mà ngồi. Nhưng mà của bà đã cư quá đi hả? Em ơi. Hot nhất 2023 luôn á. Rồi nhớ quá đi hả? Bà xã ơi, tôi muốn quay bà xã tốt đời luôn á. Trời ơi. Ê, đừng tới. Con mắt này phải vẽ thêm màu xanh nữa là nó lộng lẫy luôn. Bên đây như đầu qua. À chú, không cho chú Phong nói đúng không? Bên đây như đầu qua mà nhỉ, cho mỗi tay, đôi tay rồi. Trời ơi, vậy nó cho nó mệt quá để cho chú gây mệt quá. Chú tay hả? Trời ơi. Ủa, thích em lắm hay gì mà. Thương quá à. Có anh thương anh không? Thương. Hôm qua nhà, hôm qua quay qua nhà cưới anh chịu không? Chịu. Nè dâu nè, mấy này chú gửi. Chú gửi người đẹp ơi. Hai đứa này mặc đồ cô vô chú gửi cho cười lắm rồi. Trời ơi, sao cô bè đẹp quá đi bà là bà. Vậy bây giờ chú gửi tặng cộng với chèm 18 cây cho cô dâu đi. Vậy nói thương ba, nói thương ba. Không biết đâu mày, chạy con thương. Ê, anh Phương ơi. Chú mày của cháu Phương đẹp quá đi. Trời ơi, nó kêu anh Phương mở hả con mắt nó liếc của mình luôn mà. Không ối. Ối. Ối đại gì mọi ơi. Bây giờ đừng ơi nó bạn tôi. Thương quá. À. Thương nào. Thôi dài. Một câu thôi yêu à. Em. Trời ơi. Bà xã ơi, ai cũng cho rắp gần nha bà xã. Mẹ em á. Đừng kêu mẹ. Mẹ. Kêu mấy vợ coi mấy vợ. Mấy vợ coi mấy vợ. Mấy vợ. Mấy vợ cọp á. Mấy vợ. Mấy vợ. Không lần. Mà bây giờ mình đi đâu? Cái này đi. Mình đi đâu? Đâu đi đâu? Mình đi luôn mà ở đây chơi luôn mà. Đúng rồi. Cái mày của chú Âu đẹp quá đi hả? À, gì ơi? À, có cộng đồng mạng á nói hả là hai đứa này mà cưới hả người ta đi ở nước ngoài ta cũng về ta đi luôn á. Quá trời quá đất á. Thấy hai đứa. Con hỏi là con về con cưới Diễm Hương á, cho anh không? Cộng đồng mạng giờ là thúc hai đứa nó cưới nhau quá trời luôn rồi. Thôi chú Hồng nè, con yêu Diễm Hương á, cho anh không? Yêu phải không? Con yêu hoạt động mà. Quyết định cưới không? Cưới luôn. Lấy gì nuôi người ta? Cho đeo nè, mua cái gái cho đeo nè, mua cho đeo nè. Có đeo nó dạy. Có mà nó dạy. Thì giờ trước tiên mình chứng tỏ cái tình yêu của mình với Diễm Hương. Đây nè, hai đứa mình yêu nhau mà còn thật lòng Diễm Hương. Ừ đi Diễm Hương, bà xã của tôi. Yêu ai? Yêu ai? Yêu Lý Hùng. Lý Hùng đâu chị? Lý Hùng đâu chị ơi? Lý Hùng đây. Còn bà này, bà kìa. Ai đâu? Đâu đơn kỹ à? Tiền đó. Không phải, sau lưng. Biết ai không? Mẹ chồng. Mẹ chồng á. Mẹ vợ. Mẹ vợ á. Nè ai? Ai gì? Nè ai? Lý Hùng. Trời, nó biết luôn trời. Biết luôn tôi chọn Lý Hùng luôn trời. Lý Hùng. Hay quá nha. Hay à. Hay quá nha. Ê, này Lý Hùng bóng. Nhận. Bể bóng luôn. Bể bóng luôn. Mẹ. Đừng có chú Hồng hiếp con bà mẹ. Bữa nay hả nó mặc áo xanh này là giống như cái bóng đèn vậy nó mở cái này là bóng dữ luôn. Bóng dạo quang. Nữa, thôi im đi, đừng. Không yêu anh nữa đâu. Đúng ta luôn đó. Văn nghệ luôn á, nói ra khúc nào nói ra đoạn nào cũng có bài hát hết trơn á. Xin cái gì là đánh con lãng này. Trời ơi. Chị mà ngồi. Uống từ từ thôi, cái chặt bây giờ. Uống quyết liệt luôn kìa. Từ 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 đen hút lên đừng đấm. Rồi, chảy. Ơ chảy. Cái nó không thấy đường, nó không thấy đường. Uống nhiều à. Chảy kìa. Ê. Chảy. Ướt quần rồi kìa. Ở đừng lấy đồ chảy đâu chị. Ê. Giờ cả của em kìa. Đấy. Chảy ướt quần kìa. Lấy cái đùi lao coi. Không biết giờ áo quần chân. Mất cả hay gì. Mất cỡ hay vậy. Chảy vậy. Cậu hai đứa mình yêu nhau là đồng bơm đi. Vâng, bồng. Mới này xong. Trời ơi, anh vẫn yêu em. Mất cỡ đi vô nhà đó. Đi. Mất cỡ ăn. Bây giờ hỏi một câu nè, yêu anh không chú đợi bà xã của tôi? Yêu. Yêu anh không? Yêu. Qua nhà cưới anh luôn đi. Cho lắm. Cho không? Cho. Thề đi mới tin. Hả? Thề đi mới tin. Thề đi mới tin kìa. Thề đi mà. Đợi,
Chặn luôn. Vô hai đứa cắn móng vào thầy đi. Cắn móng tay vô. Em ơi. Em bà xã của tôi rồi. Đó. Chú ông ăn, chú ông ăn nghe em gà diễm mua ăn. Chú Phong mà nghe chú Phong nghe. Quý nha, dễ sợ à. Chú Phong mà giúp em gà cho nó bị lé. Trời ơi, bắt kẹp tôi hoài, Quyến ha. Nó nhìn. Quyến ha. Nó nhìn. Chạy chạy. Chạy. Trời. Ê, ê, giấm bê ha. Ê. Ê, kè, thì thấy nha. Giấm bê, kì ha. Ê, kè. Ê, kè. Ê, chú Hồng ơi, anh đợi. Ê, bậy bê. Quấn cái giờ. Ê, nè. Ê, nè. Chú đây chứ gì? Chú Hương. Sao? Chú đây nè. Nè. Để thấy, còn thấy chị nãy, nãy. Có chị thấy nha, nhìn kè, thấy chưa? Trời ơi. Lớp bảy mà. Em vẫn chơi mà. Để luôn nè. Để luôn nè. Ê, hey, hở hở cái bụng kìa. Không mập mà. Con giảm cân rồi đó, ngồi. Anh nói thiệt nha, bữa nay con xấu giả mang luôn. Mẹ con ở bề chồng con hiếp con kìa. Thôi đừng coi nó giữ mồm. Lột quần mặc ngược lại đây. Làm lễ á. Nó làm thiệt á. Mẹ bảo. Mẹ ơi. Phong ăn hiếp bằng con hoài kìa. Trời ơi. Bạn nào? Thôi. Mày mốt không Út nè. Út. Út, mai mốt là không có qua Út luôn. Không có bờ qua, hả, chở thằng tí qua Út luôn. Bạn đứng chú Phong quá rồi. Bây giờ nè, chở nè, hạ đi chở. Bây giờ xin lỗi tôi đi, tôi mới chở. Xin lỗi chú Phong đi. Hạ đi, xin lỗi đi, chú Phong không quýnh đâu mà sợ. Dạ. Có chị Minh cho. Cái chị Minh mới xin lỗi chú Phong đi. Xin lỗi anh đi đi. Thằng Tý. Ê nè. Xin lỗi anh chú Phong với làm gì xin lỗi anh Tý. Anh đi sai rồi, anh đi sai đường rồi đó. Đúng không? Không giành mẹ hết trơn rồi. Để người ta nói rồi. Giành nói cho là. Lỡ Phong đi mà. Không có đâu thở. Trời ơi ông im không? Bà nội. Tôi vẹt cái mỏ đó bây giờ à. Xin lỗi ông Phong. Sao? Dạ em giận. Thôi bây giờ mình ra thử thách cho thằng Tý đi. Em trong vòng 30 giây. Không bao giờ. Im lặng 30 giây. Không bao giờ. Nếu mà chiến thắng 30 giây đó là tôi sẽ mời Tý và Nguyên Đoàn đi ăn lẩu luôn. Đó. Nhưng mà im 30 giây không nói chuyện. Được đâu. Thử thách. Chơi luôn nha. Luôn bấm thời gian nha.